Missoni Whey của nam đang rất hot ở trên thị trường rồi. Và nếu như cho nữ thì nhà Missoni này có con nào đáng thử không? Thì trên tay mình đây đang có hai em, một em màu tím xanh và một em màu vàng và hơi cam nhẹ. Thì em này nó thật là mình đã thử qua vài lần rồi, nhưng mà cá nhân mình thì thấy rằng là nó chưa ổn lắm và mình cũng chưa nghĩ ra content như nào để phù hợp. Nên là ngày hôm nay thì mình sẽ review Missoni. Và em này thì là một trong những mùi mình đánh giá khá là ổn của nhà này dành cho nữ. Và chúng ta hãy cùng nhau xem mùi hương này như thế nào nhá. Em này thì nó có tên là Missoni luôn, sản xuất vào năm 2015. Và đây các bạn có thể nhìn thấy là có một cái thiết kế trông cũng... thật là mình cũng không biết nhận xét như thế nào về cái thiết kế này. Trông thì cũng hay ho, được cái màu trông rất là đẹp ấy. Về còn về cái thiết kế thì bạn nào kiểu thấy cái thiết kế này ổn thì các bạn hãy cứ bình luận phía dưới nhá. Đây nhá, vòi xịt đấy nhá. Thề luôn, vòi xịt của Missoni con này làm còn ngon hơn gấp tỷ lần con Missoni Whey của Nam luôn. Nói thật là mình cập nhật giá ở vài nơi thì em này nó cũng chưa được phổ biến rộng rãi đâu. Nên là hy vọng đây cũng là một trong những video review đầu tiên về em này. Và các bạn nữ nào mà có may mắn xem được trên kênh mình thì hy vọng là các bạn cũng là một trong những người đầu tiên sở hữu mùi hương này. Mùi hương này khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy một cái mùi trái cây chín rất là rõ rệt cùng với hoa. Nói thật là nếu mà để nói là hoa gì thì ngay ban đầu tôi không nhận thấy, nhưng mà tôi thấy là đậm một cái mùi trái cây. Trái cây ở đây thì nó không phải là một cái mùi trái cây quá là tươi, mà đây là cái nét ngọt của trái cây. Nó có phần hơi kiểu như kiểu siro ấy, kiểu như vậy ấy. Nó hơi kiểu sệt một tí. Và ở đây thì mình ngửi ra được một cái mùi, đó là mùi lê. Nhưng mà mùi lê này thì nó không phải là những cái nét thanh ngọt của lê, mà chỉ đơn giản là cái nét ngọt thôi. Thì mình ngửi nó như kiểu là những cái nước mà người ta đã, kiểu nước lê mà người ta đã điều chế, người ta đã nước ép lê ấy, chứ không phải là những cái quả lê đơn thuần. Nó mất đi cái sự thanh mà chỉ còn cái mùi ngọt và thơm của quả lê thôi. Và sau khoảng tầm 15 phút thì các bạn nhận thấy rằng là cái mùi hương này nó bắt đầu có cảm giác hơi dính và hơi bột nhẹ ở trên da. Nó như kiểu là các bạn đang rắc một cái lớp bột mùi trái cây lên trên tay vậy. Và đây mùi nó kiểu bị dị ở trên da ấy. Nó khá là hay ho. Nếu như mà để dành cho em này hai từ để nói về mùi, mình nghĩ rằng là ngon và ngọt. Càng về sau, mùi hương ở trên da càng lâu thì các bạn nhận thấy là những cái nét của hoa lên khá rõ. Lúc đầu thì mình không đoán là hoa gì, nhưng mà sau khoảng tầm một tiếng ở trên da, và kể cả trên da người yêu mình, người mình rất thích xịt cái mùi hương này. Dạo này mùa hè kiểu phang suốt ngày ấy, thì mình ngửi thấy cái mùi nhài khá là rõ rệt. Nhài kết hợp cùng với cái nét ngọt của lê. Nhài ở đây thì cũng không phải là cái kiểu làm nhài sáng, mà cái mùi hương càng về sau thì nó càng có xu hướng tối lại. Và nhài đây là cũng là một cái mùi ngọt luôn. Nên là đây là một cái tổ hợp ngọt giữa hoa và trái cây, giữa nhài và lê rất là rõ rệt. Mùi hương này ở trên da chắc là khoảng tầm 6 tiếng đến 7 tiếng thì các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi hơi gỗ nhẹ nữa, hơi kiểu creamy. Và ở đây thì nó có khá là nhiều nốt hương như kiểu là ambosan và đậu tôn ca. Nhưng mà mình thấy rằng là ở Missoni xử lý những cái nốt hương đấy khá là mượt, khi mà nó làm cho những cái nốt hương này không hiện diện quá là rõ rệt. Đặc biệt đó là nốt hương ambosan và đậu tôn ca nhé. Nếu như làm không khéo thì cái nốt hương này rất dễ làm chủ đạo, đặc biệt là ở những cái chai như kiểu Eros là một này, những cái chai như kiểu Dior Sauvage này, là đặc biệt là có ambosan, Eros thì có đậu tôn ca. Nhưng ở đây thì là mùi hoa và trái cây ngọt lên cực kỳ là rõ rệt. Với cá nhân mình ấy, khi mà mình trải nghiệm cái em Missoni này ở trên da của mình cũng như là ở trên người yêu mình, thì mình thấy rằng là đây có thể không phải là một cái mùi khiến các bạn phải wow, nhưng ở một cái tầm giá có thể là tầm 1 triệu, hơn 1 triệu một xíu, để được một chai 100ml trong thiết kế thì cũng khá là lạ, và màu sắc thì rất là bắt mắt. Cái thiết kế này là tùy người đánh giá nhé. Thì mình thấy rằng là đây là một cái mức giá rất là dễ tiếp cận dành cho những bạn nào mà không muốn bỏ nhiều tiền, để cả những người mà không còn trẻ và kể cả những bạn học sinh cũng có thể dễ dàng tiếp cận được cái mùi hương này. Phải nói rằng là mùi thì không quá là wow, nhưng mà với Missoni Whey nó cũng không phải là cái kiểu mùi mà khiến chúng ta phải thốt lên là nó ngon vãi. Nhưng nó được xử lý rất là ổn ở hai cái em này, một em cho nam và một em cho nữ. Độ bám tỏa cũng rất tốt. Em này thì ở trên da mình nó lưu được khoảng tầm 7 đến 8 giờ,
và nó có một độ tỏa hương rất là rõ rệt, nó hiện diện rõ hơn tầm hơn nửa cánh tay và nó hiện diện liên tục đến khi mà không còn mùi hương ở trên da. Và thỉnh thoảng tầm 6 tiếng sau khi xịt, 7 tiếng mình nằm trên ga à, trên ghế, thỉnh thoảng mình còn vẫn ngửi thấy cái mùi hương này, để độ các bạn biết là độ hiện diện của nó tốt như thế nào. Với một cái mùi hương như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng vào cái thời điểm cũng như là cái phong cách như thế nào. Như mình nói đó là các chị em phụ nữ vào mùa hè hay là kể cả vào mùa đông, các chị em được quyền, một cái quyền ưu tiên đó là sử dụng những cái mùi hương nồng nàn hơn, tỏa tốt hơn so với các anh em. Đấy là quan điểm cá nhân của mình nhé. Các chị em cần phải nổi bật, cần phải thu hút hơn là các anh em. Các anh em nhiều khi kiểu phải thu mình lại, phải lựa chọn những cái mùi nó độ tỏa hương nó không tốt. Nhưng mà với chị em thì mình khuyến khích các chị em nên lựa chọn chứ không nên dùng chung với người yêu làm gì cả. Với những cái mùi nước hoa mà người yêu mua cho các ông ấy, các anh em, các chị em nên mua những cái mùi riêng. Tại vì những cái mùi hương các anh em dùng thì ở cái thời tiết Việt Nam ấy thì đa số đều là những cái mùi có độ tỏa hương hạn chế cũng như là lưu hương. Về em này thì mình nghĩ rằng là cái thời điểm khuyên dùng của nó có lẽ sẽ là những cái ngày hè mát rồi, mình nghĩ là tầm 35 độ quay đầu, và cái mùa đông hoặc không mùa xuân, mùa thu khi mà chuyển giao thời tiết. Em này mùa đông thì có vẻ sẽ không phải là một lựa chọn tốt khi mà bay mùi chủ đạo sẽ là hoa và trái cây, nó không mang được cái nét ấm hẳn mà khiến cho chúng ta có thể sưởi ấm, ngửi là cảm giác kiểu rạo rực vào những ngày trời lạnh. Nhưng mà với mùa xuân này, mùa thu thì đây là một cái gọi là best choice trong tầm giá dành cho những người nào không muốn bỏ quá nhiều tiền. Và bây giờ đến cái phần quan trọng nhất, đó là về phần phong cách. Thực sự mùi hương này với mình thì nó không phải là một cái mùi hương quá hiện đại, quá bắt trend bây giờ. Tại vì em này ra mắt vào năm 2015, thì mình sẽ để một cái video giới thiệu em này của nhà Missoni qua đây. Thì các bạn có thể thấy rằng là ngay cái video này khi mà xuất hiện ấy, các bạn thấy có hình ảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ ở đây thì có cảm giác là một người kiểu ở những cái gọi là kiểu có cái nét đẹp nó không phải là của châu Âu hẳn, mà dùng từ như nào nhỉ, nó hơi kiểu ngoại ấy. Nó không phải là kiểu châu Á, nó không phải kiểu châu Âu mà đến từ những cái nước kiểu ở Nam Phi, hay là kiểu Nam Phi thì cũng không phải, kiểu Brazil, kiểu Venezuela kiểu như vậy. Và các bạn đã thấy rằng là cái bộ váy mà cái chị này chị mặc ấy thì là một váy rất là mỏng, và cái mùi hương của Missoni này thì người ta lấy cảm hứng và người ta nói là đây như kiểu là một cái bộ váy mỏng manh ở trên người phụ nữ. Thì các bạn có thể thấy rằng là cái hình ảnh của cái chiếc váy mà chị này mặc ấy, nếu mà để các bạn nhìn kỹ, các ông là tua chậm rồi soi kỹ vào, các ông thấy là cái chiếc váy được rất là mỏng, nó như kiểu là một cái lớp ở trên da vậy, và cái mùi hương này nó cũng kiểu như vậy. Và em này thì mình nghĩ là nó không dành cho những bạn quá trẻ, có lẽ độ tuổi ở đây thì chúng ta sẽ là một cái độ tuổi nó khoảng tầm từ 23 đổ ra, và mình nghĩ là đã đi làm chứ không phải là kiểu đang đi học mà sử dụng được cái mùi hương này. Cái thứ hai đó là cái mùi hương này nó cũng không phải là một cái mùi quá là sexy quyến rũ, nó chỉ đơn giản là nó có cảm giác khiến bạn nó gần gũi với thiên nhiên. Mình cảm thấy cái nét ngọt ở đây thì nó không phải là một cái nét ngọt nó quá là sexy quyến rũ như là các chị, người bán hàng hay dùng cho những chai như kiểu là Good Girl hay là kiểu mùi của Rolling in Love. Mùi đây chỉ đơn giản là một cái mùi ngọt khiến chúng ta thu hút, khiến chúng ta để ý và là tâm điểm thôi. Mình nghĩ là ở cái tầm tiền như thế này ấy, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn mà có cái vai mùi như ở Missoni, đặc biệt là một cái độ bám rất tốt. Loanh quanh tầm tiền này thì chúng ta cũng có thể mua được Paul Smith Rose, chúng ta có thể mua được Ariana Grande Cloud, một cái mùi hơi trẻ con quá, hơi bánh bèo quá, hoặc là nhỉnh hơn một xíu thì loanh quanh có mấy con như kiểu túi này, như kiểu Marc Jacobs này, của nhà Marc Jacobs này, chúng ta mua được những cái con như kiểu DG3 này, rồi những cái tông mùi như Aquadijo. Còn thực sự có một cái tông mùi nào có một cái vai nó hơi kiểu ngoại quốc như thế này thì là không có. Và đây cũng là một trong những cái mùi mà mình đánh giá là các bạn nên thử ở tầm phân khúc giá rẻ. Tất nhiên là nếu mà cao hơn thì chúng ta có vô vàn lựa chọn ngon hơn, nhưng mà tầm loanh quanh 1 triệu đồng thì đây là một trong những best choice ở trong tầm giá đấy. Các bạn hãy thử xem, biết đâu sau video này em nó lại hot thì làm sao, đúng không? Lúc đấy lại lên giá không mua được.
Và nếu như bạn đã thử qua mùi hương này rồi thì đừng quên việc là bình luận ở bên dưới, chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và nhớ rằng hãy ấn nút like, share và ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye!